cùng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Chuyên gia trong mọi nhà. Tôi là Diệp Trang, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết, sử dụng tổ yến giúp bổ sung thêm các dưỡng chất thiết yếu, phục hồi và tăng cường sức khỏe, cải thiện hệ miễn dịch cũng như là nhiều bộ phận khác trong cơ thể, được xem là giải pháp lý tưởng mà nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, sử dụng tổ yến như thế nào mới được coi là tốt, đặc biệt với trẻ em thì cần lưu ý điều gì hay sử dụng bao nhiêu là đủ? Để trả lời cho câu hỏi này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay Thạc sĩ bác sĩ Dương Thủy Nga, nguyên bác sĩ chuyên khoa nhi Bệnh viện Nhi Trung ương để giải đáp tất cả những thắc mắc cho quý vị khán giả. Và ngay bây giờ thì tổng đài của chúng tôi đã mở, quý vị có thể tương tác trực tiếp với chúng tôi qua số hotline đang được hiển thị dưới màn hình. Cũng xin được giới thiệu thêm là số phát sóng lần này của chúng tôi với sự đồng hành của công ty Yến Xào Hoàng Việt cùng các dòng sản phẩm tổ yến trưng, đặc biệt là tổ yến trưng sẵn Keep Plus dành cho trẻ, hy vọng sẽ đem đến cho quý vị những thông tin hữu ích nhất. Xin chào chuyên gia, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bạn xem truyền hình và xin chào MC Diệp Trang. Chuyên gia thân mến, như chúng ta đã biết, tổ yến là loại thực phẩm quý hiếm và giàu chất dinh dưỡng. Và theo như các nhà khoa học thì trong yến xào có chứa tới hơn 10 loại axit amin, khoảng 30 loại nguyên tố vi khoáng cùng với nhiều chất đạm protein rất cần thiết cho cơ thể. Và như ở phần đầu chương trình thì chúng tôi cũng đã đề cập tới vấn đề là sử dụng yến xào như thế nào là tốt và đủ. Và đặc biệt là đối với trẻ nhỏ thì khi sử dụng yến xào, bố mẹ cần phải lưu ý những điều gì? Chuyên gia có thể giải đáp thắc mắc này được không ạ? Có lẽ là các bố bà mẹ thì luôn mong rằng con mình sẽ có những cái điều là tốt nhất. Bởi vì như chúng ta đã biết, yến xào thì ngày xưa được xếp là món ăn cao lương mỹ vị bởi vì những cái công dụng rất là tuyệt vời của nó. Đối với em bé thì yến xào cũng có thể dùng được. Tuy nhiên sẽ có một số lưu ý mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Thứ nhất là về độ tuổi để dùng cho em bé. Thì không có nghĩa là bé nào cũng dùng được, đặc biệt là em bé dưới 6 tháng. Về dưới 6 tháng thì sữa mẹ là quan trọng nhất và chúng ta chỉ nên dùng sữa mẹ thôi. Còn với em bé từ trên 1 tuổi thì ta có thể sử dụng yến xào. Còn đối với em bé mà khoảng từ 7 tháng trở lên thì nếu chúng ta dùng thì có lẽ là nên cân nhắc một chút, bởi vì dinh dưỡng thì rất là tốt nhưng mà hệ tiêu hóa của em bé còn rất là non nớt. Nếu như em bé dùng cái thời điểm đó thì có thể em bé cũng không hấp thu được, nên chỉ trong số một trường hợp đặc biệt, ví dụ như là em bé biếng ăn, còi cọc hoặc là ốm yếu thì có thể mình tham vấn ý kiến của bác sĩ để cho con dùng. Còn lại về độ tuổi thì trên 1 tuổi là chúng ta có thể an tâm sử dụng. Thứ hai là về liều lượng thì các em bé ở độ tuổi từ 1 đến 3 tuổi thì liều sẽ khác, có khi chỉ khoảng 0,5 gram đến 1 gram tổ yến một ngày. Các em bé trên 3 tuổi thì có thể dùng 1 đến 1,5 gram. Thứ ba là khi mà chúng ta chế biến thì vì em bé còn rất là bé thì chúng ta có thể trưng mềm hơn, chứ không nên như kiểu cho người lớn. Và để đa dạng cho khẩu phần ăn thì chúng ta có thể thêm hạt chia hay là sen hay táo, hoặc là thay đổi cách chế biến để con có thể dễ dàng ăn hơn. Trên thị trường hiện nay thì cũng có rất nhiều các sản phẩm làm từ yến xào. Vậy làm như thế nào để các bậc phụ huynh có thể lựa chọn cho con mình một sản phẩm tốt và chất lượng nhất ạ? Các bà mẹ thông thái thì bây giờ có thể tìm trên thị trường rất là nhiều cái loại tổ yến đã được trưng cất sẵn. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là chúng ta phải chọn sản phẩm của các cái thương hiệu đã được uy tín, đạt vệ sinh an toàn thực phẩm, có những cái công trình kiểm nghiệm họ rất là khắt khe, và có rất là nhiều các cái nhà máy họ đã đạt tiêu chuẩn G14B, từ cái khâu lọ cho đến khâu đóng quy chọn, đến cả cái nắp hộp của họ cũng đã rất là đảm bảo an toàn. Ngoài ra thì là các cái giá trị của trong cái tổ yến, bởi vì là có những cái sản phẩm mà cái giá trị tổ yến có khi chỉ 5-7%, nhưng có những cái giá trị tổ yến rất là cao, vậy mà mình cần phải đọc kỹ xem cái thành phần của sản phẩm cũng như là cái hàm lượng của nó như thế nào để mình có thể chọn được cái sản phẩm phù hợp với con mình. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia. Và bây giờ tôi xin phép được kết nối với vị khán giả đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay ạ. Một vị khán giả có số điện thoại là 0374182228 và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối lên trường quay ạ. Xin chào MC và chuyên gia ạ. Em là Hằng, hiện tại thì em đang sinh sống tại Hà Nội. Bé nhà em thì rất là biếng ăn, với lại dạo gần đây thì con hay quấy khóc ấy ạ. Em có nghe nói là yến xào thì có thể giúp trẻ ngủ ngon, nhưng mà con nhà em thì mới được 12 tháng tuổi thì có thể dùng được không ạ? Rất cảm ơn câu hỏi của mẹ Hằng. Có lẽ là một cái băn khoăn có rất là nhiều của các người mẹ, bởi vì một sản phẩm tốt thì mình rất là muốn con mình cũng được dùng. Thì hiện nay thì người ta cũng đã nghiên cứu và người ta thấy rằng là đối với yến xào thì mình có thể cho các em bé trên 1 tuổi sử dụng được. Tuy nhiên mẹ nên chú ý là cái liều lượng. Ví dụ như lần đầu tiên con mình ăn thì mẹ cũng nên thử ít một đã, để xem là cái đáp ứng của con như thế nào, cái đi ngoài con ra sao và con có biểu hiện gì không. Thông thường thì nếu như mẹ mua tổ yến về thì người ta khuyến cáo là mình chỉ dùng 0,5 gram, và có thể là mình sẽ dùng dùng khoảng 3-4 ngày mình dùng thử một lần, sau đó là mình sẽ tăng cái liều lên cho con.
Tuy nhiên thì tôi cũng khuyến cáo rằng là trước khi mà mẹ cho con sử dụng các cái nguồn thực phẩm thì mẹ cũng nên đưa con khám hoặc tư vấn để xem bé có bệnh gì khác không, khiến cho bé biếng ăn rồi là còi cọc hay là khó ngủ. Nếu như em bé của mình chỉ là đơn thuần là thiếu chất dinh dưỡng, thiếu vi chất hoặc là kén ăn, không ăn uống được thì sử dụng cái sản phẩm yến xào cũng rất là tốt cho con. Nếu như các bà mẹ không có thời gian để mình có thể mua tổ yến về làm thì mình có thể sử dụng tổ yến chưng cất sẵn. Về liều lượng thì có lẽ là mỗi một hãng người ta sẽ có những cái khuyến cáo khác nhau dựa vào cái giá trị tổ yến mà trong cái sản phẩm của họ. Ví dụ như là tổ yến của hàng Vietnest là một công ty rất là nổi tiếng, thì họ có trong cái giá trị tổ yến của họ lên đến 30%, trong khi thị trường thì có nhiều sản phẩm tương tự chỉ có khoảng 5-7%. Và quan trọng là trong sản phẩm này thì không có chất bảo quản và đã đạt được các cái tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là kiểm nghiệm về cái giá trị của sản phẩm. Bởi vì như chúng ta biết là bây giờ trên thị trường thì có rất là nhiều tổ yến giả và ngoài ra là cái giá trị cũng không được như là họ cam kết. Về liều lượng thì họ cũng khuyến cáo rằng là với trẻ từ 1 đến 3 tuổi thì các mẹ có thể an tâm cho con dùng từ 3 đến 4 lọ một tuần, tức là có thể là cứ 2 ngày mình lại cho con dùng một lọ. Với những bạn từ 3 đến 16 tuổi thì mình có thể dùng hàng ngày. Vậy thì đối với những trẻ mà từ 8 tháng tuổi trở lên thì chúng ta phải dùng với liều lượng như thế nào thưa chuyên gia? Đối với những em bé 8 tháng tuổi thì như tôi cũng đã khuyến cáo rằng là nếu như em bé của bạn ăn uống bình thường, không có vấn đề gì về bệnh lý thì chúng ta cũng chưa cần phải vội vàng bổ sung bội. Thế còn trong trường hợp con bạn còi cọc, kén ăn, biếng ăn, có thể là chậm mà tăng trưởng thể chất và có thể thiếu vi chất thì ta có thể sử dụng yến xào như là một cái thực phẩm rất là quý giá bổ sung cho con. Bởi vì chúng ta chỉ cần một liều lượng nhỏ nhưng có thể đáp ứng đầy đủ được các cái dinh dưỡng mà trẻ cần. Đối với những trẻ này thì chúng ta sẽ dùng khoảng 1/2 so với cái nhu cầu của trẻ dưới 1 tuổi. Vừa rồi thì chuyên gia chia sẻ là sản phẩm thì có chứa 30% yến tươi nguyên chất. Không biết là như vậy thì con có khó ăn không ạ? Có lẽ đây là câu hỏi các mẹ rất là băn khoăn. Thực ra thì cái việc khó ăn hay không thì cũng như là cái việc cảm nhận về nguyên liệu thực phẩm thì nó sẽ phụ thuộc vào cái vị giác của mỗi em bé. Giống như là có bạn thì rất là thích ngọt, có bạn thì lại không thích ngọt, các bạn thích chua. Thực ra còn lại thì đối với một cái sản phẩm về yến thì thông thường thì có thể các mẹ ngoài việc ăn trực tiếp có thể mình có thể chế biến kết hợp thêm các cái vị khác để phù hợp với nhu cầu của con. Còn một sản phẩm khi mà ra thị trường thì người ta sẽ luôn luôn nghiên cứu để lựa theo cái vị giác mà trẻ thích nhất để làm đảm cho cái nhu cầu của trẻ. Mình nghĩ rằng là mẹ có thể an tâm cho con sử dụng thử sản phẩm và mình tin là con sẽ ăn rất là ok ạ. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã cho em lời khuyên hữu ích ạ. Em sẽ đi mua và cho con sử dụng sản phẩm này luôn ạ. Cảm ơn chị đã kết nối với chương trình ạ. Và qua chia sẻ vừa rồi của chuyên gia thì chị có thể hoàn toàn an tâm cho bé sử dụng sản phẩm yến xào chưng sẵn Kid Plus chị nhé. Chuyên gia thân mến, mặc dù chuyên gia cũng có chia sẻ đây là một sản phẩm rất là dễ ăn đúng không ạ? Tuy nhiên vẫn có rất nhiều phụ huynh đang băn khoăn lo lắng và đặt ra câu hỏi, đó chính là nếu mà con mình vẫn chưa quen với việc sử dụng yến xào hay là con mình lần đầu ăn thì bé không chịu ăn ấy, thì làm sao để cho con có thể tiếp cận với sản phẩm thực phẩm bổ dưỡng như vậy ạ? Nếu như mình kiên trì với em bé, mình tin vào những cái giá trị tốt đẹp mà sản phẩm mang lại thì chắc chắn là con sẽ thấu hiểu được và con có thể ăn bình thường. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia. Và bên cạnh những cuộc gọi điện thoại tới tổng đài của chương trình thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những câu hỏi gửi về ban biên tập. Và cho phép mà tôi xin được lựa một câu hỏi của anh Việt ở Yên Bái. Thay mặt cho anh Việt thì tôi xin phép đọc câu hỏi này gửi tới chuyên gia. Chào chuyên gia, tôi đang tìm hiểu về sản phẩm yến xào Kids Plus của Hoàng Việt. Bé nhà tôi thì hay ốm vặt và mỗi lần ốm thì rất là hay ho. Và đi khám bác sĩ có chẩn đoán là bị viêm phế quản. Tôi thấy mọi người bảo ăn yến xào sẽ giúp con tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho hệ hô hấp. Không biết điều này có đúng không ạ? Và tôi nên cho con ăn trong khoảng thời gian như thế nào để mang lại hiệu quả cao? Cảm ơn chuyên gia. Rất cảm ơn câu hỏi của anh Việt. Có lẽ là chúng ta đã biết rằng là yến xào thì ngoài những cái tác dụng của nó thì trong chữa bệnh và đặc biệt nó cũng có rất là nhiều cái tác dụng tốt trong hệ hô hấp, hệ tiêu hóa. Bởi vì thứ nhất là yến xào thì nó có rất là nhiều axit amin và protein như Diệp Trạng đã nói ở trên, và đó chính là những cái thành phần tạo ra các kháng thể, các cái lympho B và giúp cho em bé có hệ miễn dịch rất là vững chắc. Ngoài ra thì trong yến xào thì có rất là nhiều các lysine, các loại vitamin B, chrome để giúp cho em bé kích thích ăn ngon miệng. Chính vì bé mà em bé cũng có thể em bé sẽ khỏe hơn. Và bản thân là trong đông y thì có rất là nhiều vị thuốc để chữa ho mà làm từ yến. Ví dụ như là mình có thể dùng yến xào hấp cách thủy với quả lê và với đường phèn thì nó có thể giúp cho em bé của mình có thể tiêu đờm, giãn phế quản và có tác dụng rất là tốt trong cái việc điều trị bệnh lý hô hấp. Vì vậy mà thực sự là yến xào rất là có tác dụng trong bệnh lý về hô hấp. Còn về liều lượng và cũng như là về thời gian sử dụng thì chúng ta cũng biết rằng là đối với một thực phẩm thì chúng ta nên có một cái thời gian lâu dài, chứ không thể là uống một lọ hay là ăn một lần mà coi như là có thể là em bé khỏe mạnh được luôn. Điều đấy thì là không thể. Thông thường thì như các mẹ cũng có hay tâm sự với bác sĩ thì cũng thấy rằng là thông thường nếu như mà con có ăn được khoảng 3
2-3 tuần trở lên, và mình phải ăn đều đặn theo đúng những cái liều mà theo đúng những cái hướng dẫn của nhà sản xuất thì các mẹ sẽ thấy hiệu quả. Vì thế mà có lẽ là mình nên kiên trì và cố gắng là cho con ăn đều đặn theo đúng những chỉ dẫn. Khi mà sử dụng yến xào thì chúng ta lưu ý rằng là hai thời điểm tốt nhất để cho con sử dụng yến xào. Thứ nhất là vào buổi sáng khi mà con thức dậy, lúc đấy là cái dạ dày còn rỗng thì mình có thể cho con sử dụng luôn. Hoặc là vào buổi tối trước khi đi ngủ, cái lúc đấy là cái nồng độ hormone trong cơ thể nó tăng cao, thế giúp cơ thể có thể hấp thu và tiêu hóa rất là nhanh. Tuyệt đối là chúng ta không nên cho em bé sử dụng yến xào trước các bữa ăn, bởi vì như vậy sẽ làm cho bé đầy bụng và em bé không còn muốn ăn các cái thức ăn khác nữa. Chuyên gia thân mến, chuyên gia có thể phân tích cụ thể hơn, rõ hơn về dòng sản phẩm yến xào Kids Plus được không ạ? Trong sản phẩm yến xào Kids Plus thì có rất là nhiều các thành phần dinh dưỡng, trong đó phải kể đến ngoài các protein, axit amin, khoáng chất thì có rất là nhiều vitamin D3, canxi, lysine, ngoài ra có các chất xơ, các loại vi chất, hơn 30 loại vi chất khác nhau, và sẽ giúp cho các em bé khi mà có được các lysine sẽ giúp em bé kích thích ngon miệng, có canxi sẽ giúp em bé có cái chiều cao, có vitamin D3 nó cũng hạn chế được cái tình trạng còi xương, cũng là một cái nguyên nhân khiến cho trẻ rất là quấy khóc. Và các cái vi chất cũng trong cái sản phẩm, ngoài ra là chất xơ cũng rất là tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt đây là có cái chrome, là một cái vi chất rất là quý mà không phải là sản phẩm nào cũng có được. Nó giúp cho em bé ngon miệng hơn, ăn dễ hấp thu hơn. Thì tôi nghĩ rằng là đối với những em bé biếng ăn, quấy khóc, kém ăn thì có lẽ đây cũng là một sự lựa chọn phù hợp. Người ta ngày xưa có câu rằng là yến xào là một loại thực phẩm hơn cả tiên, bởi vì là những cái giá trị dinh dưỡng, người ta còn bảo gấp 10 lần thuốc bổ, bởi vì có lẽ là có những cái gì mà tinh túy nhất, giá trị nhất thì trong yến xào đã có mất rồi. Và chuyên gia thân mến, có lẽ đây là một sản phẩm rất là bổ dưỡng. Chính vì vậy mà ngoài sản phẩm yến xào dành cho trẻ thì các mẹ bầu cũng đang rất quan tâm tới loại thực phẩm bổ dưỡng như vậy. Và tôi thấy ở dưới này, ngay ở dưới này thì chị Quỳnh Anh cũng có đặt ra một câu hỏi với chuyên gia, đó là chị hiện tại thì đang mang bầu thì có nên sử dụng yến xào của Hoàng Việt không, và sử dụng với liều lượng như thế nào thì hợp lý. Hiện tại thì chị cũng đã mang được bầu ở tháng thứ 7 rồi ạ. Rất cảm ơn băn khoăn của mẹ bầu. Thực ra thì chúng ta biết yến xào thì là một là thực phẩm rất là tốt cho cả em bé, người già, trẻ nhỏ, lẫn cả phụ nữ mang thai. Tuy nhiên đối với phụ nữ mang thai thì người ta cũng khuyến cáo rằng là đối với phụ nữ ở 3 tháng đầu thai kỳ thì chúng ta chưa nên vội dùng yến xào, bởi vì là yến xào thì nó có cái tính hàn, mà trong 3 tháng đầu thì cái việc mang bầu là quan trọng nhất là để giữ cái tổ cho em bé ở trong tử cung. Chúng ta chưa nên dùng vội. Và từ tháng thứ 4 của thai kỳ, lúc đấy là lúc mà cái cơ thể em bé bắt đầu có sự phát triển toàn diện và rất là có nhu cầu cao về mặt dinh dưỡng, thì việc sử dụng yến xào là vô cùng hợp lý. Bởi vì yến xào sẽ giúp cho em bé có thể, cả bé và cả mẹ, là tăng cường miễn dịch. Ngoài ra thì có rất là nhiều collagen giúp làn da của mẹ đẹp, giúp mẹ ăn ngon, ngủ ngon và giảm những cái stress căng thẳng khi mang thai. Còn về liều lượng thì ở giai đoạn này thì nếu như mà chúng ta sử dụng tổ yến thì chúng ta có thể sử dụng 3-5g một ngày. Còn đối với sử dụng sản phẩm của Hoàng Việt HVNS này thì chúng ta có thể sử dụng theo như hướng dẫn của nhà sản xuất là một lọ một ngày, và chúng ta có thể sử dụng hàng ngày. Và nên nhớ là cái thời điểm dùng yến xào thì cũng giống như với các em bé, đó là các mẹ hãy sử dụng vào buổi sáng khi thức dậy trước bữa ăn một tiếng, hoặc là buổi tối trước khi ngủ. Cảm ơn chị Quỳnh Anh đã gửi câu hỏi về cho chương trình, và qua chia sẻ vừa rồi của chuyên gia thì chị Quỳnh Anh có thể hoàn toàn an tâm khi sử dụng các sản phẩm yến xào tới từ Hoàng Việt, và chúc cho chị sẽ có một thai kỳ khỏe mạnh ạ. Và để tiếp tục chương trình thì chúng tôi xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối tới vị khán giả tiếp theo ạ. Xin chào bác sĩ, chào MC. Bác sĩ ơi, tôi mới trải qua cuộc xạ trị thì có thể dùng được yến xào không ạ? Và tôi nên dùng sản phẩm nào ạ? Xin chào anh. Trước hết là chúng tôi cũng phải rất là chia sẻ với những cái vấn đề đang mắc phải về sức khỏe. Và tôi thấy rằng là yến xào cũng là một giải pháp rất là tốt đối với những người bị mắc về ung thư hay là sau hóa xạ trị. Bởi vì ngoài những cái dự trị dinh dưỡng mà chúng ta đã nói ở trên, thì trong yến xào còn có hai cái thành phần vô cùng quan trọng, đó là siamin, sialic, acid sialic chiếm hơn 8%, và cả tyrosur. Chính nhờ những cái thành phần này nó sẽ giúp cho cái quá trình hồi phục tế bào một cách nhanh chóng hơn, giúp làm giảm cái tốc mau hình thành lành vết thương, và giúp cho cái tế bào hồi phục như vậy, nhất là những người vừa sau khi điều trị hóa xạ trị, nó làm hạn chế được cái phần nào của cái tác dụng phụ của hóa trị, cũng như làm tăng cường cái tình trạng giảm tình trạng thiếu máu. Và như vậy, ngoài ra thì đối với ngoài những cái người bị mắc bệnh ung thư sau khi hóa xạ trị, thì kể cả những người già hoặc là những người gặp stress mà đang muốn hồi phục sức khỏe, những người đang suy nhược cơ thể, thì sử dụng yến xào cũng rất là phù hợp. Hiện nay các dòng sản phẩm trưng sẵn của Hoàng Việt rất đa dạng và người tiêu dùng có thể lựa chọn như yến trưng sẵn Hoàng Việt gồm có tổ yến trưng hạt chia, tổ yến trưng sâm, tổ yến trưng không đường, tổ yến trưng táo hạt sen, tổ yến trưng hạt sen, tổ yến trưng tứ vị, tổ yến trưng đường phèn. Với dòng tổ yến yến thô Hoàng Việt thì có thể chế biến được các nhiều món như là món chè, món cháo, món súp, rất là dễ ăn và đảm bảo dinh dưỡng.
Xin được cảm ơn anh đã kết nối với chương trình và chúc anh sẽ sớm bình phục sức khỏe. Thưa quý vị, theo thông tin chúng tôi ghi nhận được thì yến xào Hoàng Việt là một trong những thương hiệu top đầu về dòng yến hũ trưng sẵn hiện nay và toàn bộ nguyên liệu đầu vào đều được công ty yến xào Hoàng Việt kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt, sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của Bộ Y tế. Yến xào Hoàng Việt với các sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng và khẩu vị của từng người. Với chất lượng vượt trội, yến xào Hoàng Việt đã liên tục vinh dự nhận được nhiều giải thưởng cao quý do người tiêu dùng bình chọn như top 10 thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tin dùng năm 2019, top 10 thương hiệu mạnh quốc gia năm 2020 và được cấp chứng thư thẩm định sản phẩm sạch. Để mua sản phẩm yến xào Hoàng Việt thì quý vị có thể tới địa chỉ Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa, hoặc quý vị có thể gọi điện qua số hotline 0258 654 7079, 0357 309 088 hoặc có thể truy cập vào website yensaohoangviet.com để đặt hàng. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã có mặt trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay để cùng mang tới những thông tin vô cùng bổ ích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và đồng thời xin được gửi lời cảm ơn tới công ty Yến Xào Hoàng Việt đã đồng hành cùng chúng tôi trong số phát sóng này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.